Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Và các bạn vào có hai phần nạp mô được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgalena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ còn 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mô các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu, bây giờ chỉ còn là 450.000 này, đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng, hãy vào shop.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một webshop khác nào nữa đâu. Các webshop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn, và chào các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Như các bạn đã thấy thì Tulen mình đã làm rất nhiều trận Tulen rồi. Nhưng tất cả các bạn bắt buộc một trận Tulen lật keo như thế nào? Thì clip này thì mình sẽ gửi gắm cho tất cả bạn một clip quý lên mà không đến nỗi gọi là lật keo, mà gọi là một trận đấu khó để dành cho tất cả bạn xem và cảm nhận vị tướng Tulen như thế nào. Nếu chúng ta chơi một trận đấu Tulen là một vị tướng nó cống rất là mạnh, cho nên nếu mà là một vị tướng một trận đấu cống thì chúng ta sẽ không bàn cãi đến làm gì, mà chúng ta sẽ nói một trận đấu thủ nha. Thì khi Tulen đánh là từ cái pha này mình ăn thật ráp nha. Đây có nội tài này đấy, như mình đã nói với tất cả các bạn rồi, bắt buộc theo Tulen đi đâu thì phải có cái nội tài. Nếu không có nội tài thì nó chỉ còn phụ thuộc vào cái chiêu ba này, mà phụ thuộc vào chiêu ba này thì các bạn chỉ được tầm 40% lượng sát thương thôi, nên chúng ta sẽ không được cân nhắc lượng sát thương tối ưu. Cho nên bắt buộc tất cả các bạn di chuyển đi đâu chơi Tulen phải có nội tài mới di chuyển được, hoặc đúng ra rằng các bạn có nội tài thì đi tìm vị tướng nào đấy để các bạn đánh. Đấy, trận đấu này thì là một trận đấu gọi là team mình hơi thọt một chút thôi, gọi là cái thế trận của mình hơi thua thiệt của nó, và khả năng trận đấu này sẽ thiên về một trận đấu gọi là team mình thủ nha. Vậy Tulen thủ nha có mạnh không? Mình xin thưa rằng Tulen thủ nha rất là phế, gọi là một vị tướng nó gọi là không làm được gì nhiều cả khi mà Tulen thủ nha. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì vốn gì đó chúng ta sẽ nhìn vào cái chất tướng Tulen một bộ con mó của nó, thực sự để mà nói chiêu 1, chiêu 2 của nó rất khó để trúng một mục tiêu. Mà nếu các bạn muốn trúng một mục tiêu thì các bắt buộc các bạn phải áp sát, mà Tulen áp sát thì nó chả còn gì nữa cả, bốc hơi ngay lập tức. Khi team địch là một trong một trận đấu thủ nhà thôi, team địch có đồ thôi, chỉ cần các bạn áp sát thằng rác nó một con bó các bạn ra đi, thằng kia ra một con bó các bạn nằm xuống đấy. Thì vậy cho nên mình phải nói là Tulen nó rất khó thủ nha. Nhưng nếu mà thủ nha thì các bạn bắt buộc phải làm gì nào? Chúng ta sẽ phải cố gắng mọi cách để chúng ta lấy những cái nội tài. Các bạn hãy nhìn cách này, khi mình có những cái nội tài thì mình chỉ đi vần quanh nga thôi, mình cũng giảm công lên đấy. Khi hết nội ổ trội thằng rác trời sút một phát thế này thì còn gì để chơi game nữa chơi anh em đấy. Chúng ta sẽ gọi là thủ quả hết sức có thể thôi, và để kéo dài game ra để làm gì? Không phải cho bản thân của mình sáng, khi lượng đô của mình đã ngon rồi thì phải kéo dài game cho đồng đội tất cả các bạn có đô các bạn nhá. Rồi pha này đã đo, mình vào đây bách ủi giỏi với chưa ba ngon lành bạch một màn đấy các bạn. Thực sự là mình sẽ vìn vào cái tâm lý đó, là tâm lý khi ồ trời cái gì bất ồ áp cá anh em ạ. Đấy, mình quên nói anh em đi, thằng ơi nó áp cá từ đâu game đến dư rồi đấy, nó áp cá từ đâu game đến dư rồi, thì cho nên là 4-5 thì một trận đấu nó rất là khó, cực kỳ khó luôn đấy. Cho nên là anh em hãy xem cái trận đấu này mình thủ nha như nào nhá. Đấy, cho nên này mình sẽ lấy nội tài bằng mọi giá nhá. Khi có nội tài thì mình thực sự mình chỉ bắt được những cái thằng như thằng rác, cái rác, và khi mà bắt thằng cái rác thì bắt buộc nó phải hết chiêu hai các bạn nhá. Đợi bên chiêu hai thằng rừng của nó né được cái chiêu ba của mình, và thằng rác thì khi nào có băng xương thì nó mới né được, còn không thì mình sẽ quăng thủ đường hết sức có thể. Đây một trận đấu với team địch nó can quét, nó ép lên, mình phải làm bằng mọi giá cho thằng Esu là có đô này, cho thằng Vuke nó tốt một chút, cho thằng Natalia nó ok một chút. Đấy các bạn thấy chưa, một rìa chứa một của mình thôi bắt đầu muốn tâm khoảng 1/3 cái máu của thằng ấy đó. Đây cái nội tài này lao lên này đấy, thôi thủ đường thôi đấy, từ không giảm lao lên các bạn ạ, không giảm lao lên tí bịch nắm thăng đấy, lao lên bản này rồi cho ba bạch một màng ngón lành. Ủa không là khôi nội tài chưa ba đấy, chúng ta cứ thủ nha đơn giản thôi, chúng ta cứ thủ nha đến khi nào đạt được cái đồ chín là thắng một pha combat. Khi nào chúng ta thắng một pha combat thì vẫn lúc đó sẽ chuyển về thế công, còn thế công thì mình sẽ nói sau. Còn bây giờ thì chúng ta cứ đến đây vì nó cái tâm lý team địch thứ nhất nó đánh rất là chủ quan các bạn ạ,
cái này là 100% luôn các bạn nhé, không phải là không phải đâu, nó xảy ra tầm 100% trong các tình huống khi tim các bạn, khi tim các bạn gọi là bị thọt đấy, khi tim địch nó chơi một thiên đường gọi là chơi rất là thoải mái, nó không e dè, không sợ sệt ái cả, bởi vì chúng ta sẽ vìn vào cái tâm lý này để chúng ta lật keo đấy. Đấy, khi chúng ta lật keo bất kể một trận đấu nào thì bắt buộc chúng ta sẽ vìn vào một cái tâm lý là tim địch đánh rất hùng lưu. Mà đào hùng lưu thì như nào, chúng ta sẽ đè nhìn nó là hùng lưu nhất đấy. Mình thấy thằng Kera này, thằng Rap, đặc biệt thằng Elon đó, ba thằng đấy nó rất là hùng lưu, thì mình sẽ tìm ba thằng đấy. Khi nào ba thằng phải đi công đường cao đấy, nó toàn 1 cân 2 cân 3, nó toàn 1 cân 2 cân 3 chứ đấy các bạn. Và một cái quan trọng các bạn nhá, làm thế nào để tim nó không tập trung 50 đấy, đây nó gọi là quan trọng này, không cho nó tập trung 50 con mắt tùng. Nếu mà tim nó cập đây chưa ba, rồi ôi nó dùng tiêu hai nó nẹ đấy anh em ạ. Đấy, nếu mà tí vào tập trung 50 thực sự để một trận đấu nó thủ nha rất khó, cho nên đây cũng là một cái mèo rất là tốt. Khi tất cả các bạn có một cái thủy thần ép được đường ấy, thì khuyên các bạn đẩy, khi các bạn là tím thẳng nhá, thì các bạn phải đẩy hoài hai đường cao lên, không cân cao quá, và tất cả các bạn bắt buộc phải có bắt tổng, các bạn có lời thế. Chứ nếu tất cả các bạn mà kiểu cảm giác đánh hùng lưu ấy, các bạn sẽ bị rất dễ lật keo, mình thề luôn. Các bạn cứ đi có mắt tổng cái kiểu gì các bạn cũng win, và thậm chí nếu tím địch trận đấu này nó đến 5 thằng thì coi như là mình không có hội, mình là thẳng, là mình không có một cái gì gọi là lật keo được, đó mình là thật luôn. Nhưng mình vỉn vào cái tâm lý đây, thằng Gera này, để các bạn rất là hùng lưu đây, nó lên để tôi có mấy chè đâu này, để các bạn đấy chứ. Như mình nó cực kỳ chuẩn, như sách giáo khoa luôn, chắc chắn luôn các bạn ạ. Trắng một trắng tím tăng sánh cái khí nào, đây rồi, từ băng xương, có băng xương bắt ngon quá rồi, là chiếu hai nó lên, trời con bắt win rồi anh em ơi. Rồi, như mình vừa nói nhá, có mắt win, mình đang chờ một pha có mắt win. Có mắt win để làm gì? Để mình đẩy lui toàn bộ tím địch của nó lui về nhá, chứ phải có mắt win rồi phát tím mình mảnh đâu, không có đâu. Để mình mang về cái thị trận ngang bằng thôi anh em ạ, mang về một cái thị trận là quải ba đường cao lên thôi, nó mới được như vậy thôi anh em ạ. Lật keo nó nhiều giai đoạn lắm đấy. Thì cái pha này thì tím mình sẽ đẩy quải cao lên một chút, và khi quải cao lên thì chúng ta như nào ạ, đấy là cái điểm mạnh nhất của Tulet, đấy chính là ăn cái nồi tài đấy. Mình còn 5 cái nồi tài đấy, từ từ qua. Ôi giời ơi, bay xịt rồi, nệt cho ba đấy. Tiếp tục rồi, thằng nào nữa, ké lá hết chiêu 2, tiếp tục một em đấy. Đây là cái điểm mạnh nhất của Tulet, mà nôm na cho tất cả các bạn gì hiểu ra, Tulet đi công nha nó chả khác như thằng Murat lấy nồi tài của ấy đấy. Quái rừng là cái điểm mạnh của Tulet đấy, các bạn thấy chưa? Rồi không đủ đám rồi, không sao mà đánh dép đấy, mình còn món quả này lấy nồi tài đấy. Thằng nào nhớ 10 dép của chú bác thôi, mình gần để mình ăn thêm, lấy nồi tài thêm tới mình mít đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, tu lên công nha rất là gì, đây là cái lối chơi rất gì, bởi vì lấy nồi tài rất là vô van, rất nhiều cái chỗ để lấy nồi tài, thủ nhà thì rất là khó thôi. Cho nên các bạn hãy nhớ ra, khi tất cả các bạn là những cái người đang công nhà ấy, thì đừng bao giờ đi lè với hùng lưu, bởi vì trong cái liên quân này nó bị lật keo rất là nhiều đây. Chim cút tao có tóc, còn băng xương tao thách mình nó lên luôn, tàu chơi mình luôn. Rồi băng xương đổi cái giáp băng dính phát, bình tĩnh đổi bản đồ phát, rồi ok đấy, tàu xích mình luôn. Ôi trời ơi, tao bản một cái liềm phát anh em ạ, hiệp cái thằng tu, cái thằng người đắc này nó mình ghét cái gì đấy. Khi các bạn nhìn nhá, như mình phân tích luôn, quải của team mình ba đường vào lên, thì đấy là cái giai đoạn team mình lật keo thôi. Nhưng nếu để team địch gom lại 5 thằng ấy thì mình cũng sẽ cuốn thì làm thế nào, mình sẽ cuốn bách lẻ, phải đưa tím địch vào cái thế 4-4, hoặc đưa vào tím địch một cái thế gọi là phải bắt lẻ một thằng. Ê, ok, tốt lắm. Ôi dồi ôi, 3-5 rồi. Từ từ, mình bắt buộc bắt lẻ các bạn ạ. Nếu bản thân của mình có bắt lẻ được thì trận đấu này thua. Đấy, bây giờ làm như nào đấy, tím mình công lên, ôi, 2-5 à. Bình tĩnh các anh ơi. Đây, có quái này, nồi tài này. Nồi tài nha, ngon quá rồi. Rồi, khả năng pha này không có gì hết. Thôi lui về mình lấy nồi tài và mua xanh tiếp. Đấy, chờ thằng nào bắt đầu ra thôi. Thằng khác đi con băng xương. Đây, thằng kia ra này. Đây, thằng này lên. Đấy, ủi. Không đủ đá, đủ, máy quá. Một thằng đổi ID rồi. Từ từ, lui về. Đây, thằng rát này. Rồi, bắt lẻ này. Rồi, là đến chỗ. Không đủ đá. Ui, giỏi, chiếm 2 nữa. Đấy, lại tốt biệt. Từ từ, mình tỉnh. Ôi giỏi, nó xúc vào phát tỉnh này chơi cái gì, mình có cái liềm nha. Của hàng phát này là ông chơi 1 này. Rồi sao, chào luôn, thôi chào Rap, thằng Rap. Đội chơi bá không đủ tâm luôn chứ. Chơi bá nó hôi chẩm thế chứ, thôi, tim cút. Rồi xong. Khi mà mình thấp máu đó thì cái việc nói chung khó, cái pha này do mình sai đấy các bạn. Mình thám thằng Rap, dồn đá thằng Rap khéo quá chứ. Tự nhiên mất luôn cái thể đầy nha này. Tím địch với dư mà nó gõ này nắm thăng coi như thua luôn. Đấy, rồi. Thôi lên lại cái băng xương các bạn nhé, dư về hôi mà một chút chúng ta sẽ có mắt tổng một phát được đấy.
Thì nôm na rằng thực sự để mà nói thì cách chơi thủ nha và cống nha của thằng Tulen nó bắt buộc một cái điều duy nhất, bởi vì ngay các bạn phải có cái nội tài. Khi tất cả bạn có nội tài thì chúng ta sẽ kết hợp với chỗ ba nó rất là mạnh. Cho nên thủ nha thì nó khó hơn cống nha một chút, bởi vì khi thủ nha các bạn sẽ lấy cái nội tài rất là khó. Và không ai chơi thằng Tulen không có nội tài lao lên cả các bạn nhé, hãy nhớ mình rồi. Đây, không ai chơi thằng Tulen không có nội tài mà bay vào người nó, người tím địch các bạn nhé, hãy nhớ mình điều đấy. Cho nên bắt buộc các bạn đi công hay thủ nha thì chúng ta phải khôn khéo, phải nhìn các đường lính trong lưng của mình chỗ nào có lái thì chúng ta sẽ lấy cái nội tài. Khi có cái nội tài đó thì chúng ta mới có được sát thương các bạn nhé. Rồi ui giỏi bắn sướng anh em ạ. Đấy, cái pha này công lên rồi, có nội tài nhá, từ từ bình tĩnh. Tớp nhảy mua sách này nào. Đấy. Rồi, thì hy vọng các bạn xem clip này để 4-5, một trận đấu 4-5 từ đầu game. Nhưng mà cũng là, gọi là team mình cũng là biết chơi tốt. Chúng ta cùng ổ trổ và sút ra một nửa cái mỏng trổ đắng thật đấy nhá. Đấy, rồi, mình nghỉ clip để kết thúc rồi. Và xin chúc anh em thật nhiều sức khỏe và kịch hay đang còn ở phía sau các bạn nhá. Và tất cả bạn em mài, yeah bye bye. Every breath of, 'cause I can't move on till I let go.